À, cô gái. À, trời ơi, đến giờ thấy anh rồi. Ôi trời, cha, cha. Tiêu đi học tây ga. Xe bị hỏng tây ga. Hóa ra là xe bị hỏng tây ga. Rồi, do xe hỏng tây ga thôi, cho nên là em cố tình thể hiện khả năng bốc lên, bốc đầu lên lên mái mái nhà. Tay ga bị kẹt à? Đã giờ tôi biết tay ga nó bị kẹt thì đúng ghê thế là đúng rồi. Dạ. Yeah. Nên thôi đi xe sửa rồi cẩn thận vào nhá. Đừng biểu diễn nghệ thuật thế sau ấy lắm, nó nguy hiểm lắm em ạ, nhá. Các bạn hiện tại đăng ký kênh Tôi Tin Tức để cập nhật những video mới nhất, hay nhất và nóng hổi nhất tại Việt Nam.